Tiểu sử, Triệu Dịch Khâm vừa mới nổi một tí đã vướng phải ồn ào đời tư. Triệu Dịch Khâm, một trong số nam diễn viên có con đường sự nghiệp xui xẻo của showbiz, chưa kịp thừa thắng xông lên đã phải đội nồi từ bạn gái cũ. Web drama trêu chọc gần đây đã gây sốt vì cái đẹp cuốn hút từ visual, gian cắt cho đến cảnh quay, nam chính Triệu Dịch Khâm bỗng chốc trở thành cái tên được đông đảo mọt phim săn lùng. Những tưởng lại có thêm một bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng chưa kịp vui mừng, Triệu Dịch Khâm lần nữa vướng ồn ào đời tư, gây xôn xao cộng đồng mạng xứ tỷ dân. Triệu Dịch Khâm, quốc tịch Trung Quốc, dân tộc Hán, quê quán thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông. Ngày sinh 31 tháng 5 năm 1997, cung hoàng đạo song tử, chiều cao 1m80, cân nặng 65kg. Nghề nghiệp, diễn viên, học vấn, học viện truyền thông Nam Kinh. Về hành trình sự nghiệp xui xẻo của Triệu Dịch Khâm. Năm 2016, sau khi ký hợp đồng nghệ sĩ với Hoan Ngu, Triệu Dịch Khâm đã tham gia vào bộ phim đô thị huyền nghi Mỹ Nhân Vi Diễm, cải biên dựa trên tiểu thuyết cùng tên. Ở bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên, Triệu Dịch Khâm đảm nhiệm vai Mục Phương Thành, nhân vật có biệt danh mờ trong Đoàn Chữ Cái, một tên sát thủ tàn nhẫn từng lấy mạng nhiều người nhưng không để lại chút dấu vết. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng của mờ là một nội tâm mới đã méo mó, bị nuốt chửng bởi tội ác không gớm tay. Tháng 10 năm 2016, chương trình Nét Đẹp Văn Minh Trung Hoa có sự góp mặt của anh đã được phát sóng trên đài Hồ Nam. Cùng năm, Triệu Dịch Khâm đã tham gia diễn xuất trong bộ phim cổ trang thần thoại Mộng Hồi Triều Ca. Không rõ lý do gì khiến cho dự án Triều Ca đã hoàn thành từ năm 2017 mãi vẫn chưa công bố lịch phát hành. Đến năm 2021, nam chính Trương Chiết Hạn vướng ồn ào liên quan đến chính trị và bị phong sát nên dự án này càng cầm chắc vé đắp chiếu vô thời hạn. Năm 2017, trong drama Đô Thị Thần Tượng Nhất Kiến Bất Khuynh Tâm, nam diễn viên trẻ đã vào vai Châu Thủ Vũ với niềm đam mê nghệ thuật, ước mơ và trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Phim vẫn chưa công chiếu và tương tự có sự diễn xuất chính của Trương Chiết Hạn. Tháng 10 năm 2017, Triệu Dịch Khâm cùng với Trương Dật Kiệt và Bạch Lộc đã hợp tác trong web drama cổ trang kỳ ảo Đại Vương Không Dễ Làm. Anh chàng đã sắm vai Thiếu Ung, một thị vệ văn võ song toàn khao khát được ra xa trường để chứng minh thực lực. Đại Vương Không Dễ Làm đã đem lại không ít tiếng tăm cho cả Triệu Dịch Khâm, Bạch Lộc và Trương Dật Kiệt. Ngày 14 tháng 1 năm 2018, bộ phim cổ trang Phượng Tù Hoàng do Quan Hiệu Đồng và Tống Uy Long chủ diễn đã chính thức phát hành trên đài Hồ Nam. Drama này đã được xem là bước đệm mang đến nhiều cơ hội cho không ít cái tên lưu lượng hiện nay như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Hứa Khải, Ngô Cận Ngôn. Năm 2019, vai chính đầu tiên của Triệu Dịch Khâm trong bộ phim Thanh Xuân Đợi Tôi Với ra mắt khán giả. Nhân vật Lan Thiên Giã đã điển trai cao lãnh, một học bá lên lớp chỉ để ngủ đã được anh thể hiện khá thành công. Sau đó Triệu Dịch Khâm có cơ hội trụ diễn trong Anh Trai Ở Đối Diện Nhà Tôi, Sơn Trại Tiểu Manh Chủ, giúp cho hình ảnh và tên tuổi của anh đã đến gần hơn với người hâm mộ. Nắm bắt cơ hội gia nhập làng giải trí nhờ vào ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất đang không ngừng được trao đổi. Triệu Dịch Khâm đã có trong tay 16 vai diễn truyền hình và 3 vai diễn điện ảnh. Các vai diễn truyền hình: Vẽ Thôi Nào, Thiếu Nữ Truyện Tranh, Anh Trai Ở Đối Diện Nhà Tôi, Cô Nhi Hỏa Tinh, Bí Mật Của Thời Gian, Mộng Ước Phù Sinh, Bạn Gái 99 Điểm, Sơn Trại Tiểu Manh Chủ, Thanh Xuân Đợi Tôi Với, Hạo Lan Truyện, Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng, Phượng Tù Hoàng, Triều Ca, Nhất Kiến Bất Khuynh Tâm, 100 Lý Do Không Làm Hoàng Đế, Đại Nhân Không Dễ Làm, Mỹ Nhân Vi Diễm. Phim điện ảnh: 1921, Nhất Phàm Thu Dương, Cậu Bé Thức Tỉnh Trong Đại Loạn. Năm 2023, gây sốt với vai chính trong bộ phim Trêu Chọc. Dù đã sở hữu khá vai diễn lớn nhỏ, hợp tác với những tên tuổi nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ, nhưng Triệu Dịch Khâm vẫn là một diễn viên bình thường còn cách rất xa so với danh tiếng và lưu lượng. Sau khi web drama ngắn Trêu Chọc, cái tên Triệu Dịch Khâm đã bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa bùng nổ. Nhan sắc có vẻ bình thường bỗng chốc được cộng đồng mọt phim săn đón.
qua bàn tay tài hoa của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt, cái đẹp trong nỗi đau của các nhân vật, các khung cảnh Thượng Hải thời dân quốc và đặc biệt là visual nổi bật của các diễn viên đều đạt được hiệu ứng tỏa sáng bất ngờ. Triệu Dịch Khâm đã thể hiện nhân vật mạo danh thiếu gia Đỗ Tầm Vũ, danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Đỗ để thực hiện kế hoạch trả thù cho người mình yêu. Nhan sắc không cuốn hút ngay từ đầu, nhưng càng xem càng bị nét điển trai có ngông cuồng, có hoang dã và cũng rất dịu dàng của Triệu Dịch Khâm. Không ít mọt phim nữ đã phải cảm thán và si mê nhan sắc của nam diễn viên trẻ. Cộng thêm phần tương tác vừa ăn ý vừa ngọt ngào quyến rũ giữa Triệu Dịch Khâm và Lý Mộc Thần giúp cho trêu chọc nối tiếp sự thành công của Hư Nhan và Niệm Niệm Vô Minh. Về đời tư của Triệu Dịch Khâm, ngày 24-25 tháng 2 năm 2019, Vũ Chính đã đăng liên tục 5 dòng trạng thái trên Weibo cá nhân về việc bạn gái cũ Thang Mộng Hân của Triệu Dịch Khâm uy hiếp anh nếu không chịu làm lành sẽ tung chuyện tình cảm riêng tư lên mạng xã hội cho tất cả mọi người đều biết. Ngày 26 tháng 2 năm 2019, Thang Mộng Hân cho biết từ khi Vũ Chính đăng Weibo, bản thân cô và người nhà không ngừng bị người lạ nhắn tin và gọi điện quấy rối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của cô. Thang Mộng Hân đã nhờ đến pháp luật để giải quyết sự việc. Ngày 10 tháng 4 năm 2019, ghi âm cuộc gọi của Triệu Dịch Khâm bị tung ra, tiết lộ sau khi bạn gái cũ đề nghị chia tay vì sợ sự thật bại lộ trước công chúng nên anh đã tìm Vũ Chính giúp đỡ. Nào ngờ, nhà biên kịch thị phi này vẫn chứng nào tật đấy, trực tiếp đăng bài trên Weibo làm dậy sóng cộng đồng mạng. Hơn nữa, công ty còn cố ý thêu dệt mua hot search cho Triệu Dịch Khâm. Công ty đã cho rằng bạn gái cũ của anh không có gì đáng để tung ra ngoài, vì thế càng được nước lấn tới. Ngày 16 tháng 4 năm 2023, cái tên Triệu Dịch Khâm đã bỗng dưng xuất hiện trên top đầu tìm kiếm của Weibo. Thang Mộng Hân đã đăng bài tố Triệu Dịch Khâm vì muốn có được hộ khẩu ở Bắc Kinh đã ngủ với ông lớn, thậm chí chính miệng anh nói cho bạn gái biết. Đồng thời, cô cũng tung đoạn ghi âm cuộc hội thoại giữa mình và nam diễn viên để khẳng định chắc định thông tin trên là thật. Ngay sau đó, Triệu Dịch Khâm đã lên tiếng phản hồi, anh đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ đăng lời xin lỗi, bày tỏ thời còn non trẻ đã có nhiều hành động bồng bột không thỏa đáng. Tạm dịch nguyên văn bài đăng của Triệu Dịch Khâm như sau: chuyện 4 năm trước, lần nữa bị lật lại, tôi rất hổ thẹn. Chuyện này vẫn luôn là cái gai ở trong lòng tôi. Có một đoạn thời gian tôi luôn trốn tránh nó, thậm chí ngụy trang nó, chính là đoạn ghi âm mà mọi người nghe được. Trong cuộc gọi, tôi đã nói những lời giả dối, tưởng rằng như vậy sẽ có thể xử lý ổn thỏa. Nhưng sau khi đoạn ghi âm bị cắt ghép đã sai lệch với sự thật câu chuyện và ngữ cảnh đối thoại lúc đó, khiến cho sự việc càng nghiêm trọng hơn và cũng gây tổn hại đến rất nhiều người. Tại đây, tôi xin gửi lời xin lỗi trịnh trọng đến tất cả mọi người đã bị kéo vào sự việc này. Tôi vẫn luôn tự kiểm điểm tại sao lại phải sai lầm như vậy, vì hư vinh thích sĩ diện, cũng vì sợ hãi trốn tránh. Phải đối mặt với một đoạn quá khứ như vậy thật ra là một chuyện rất khó khăn và xấu hổ. Nhưng tôi biết chỉ có nhổ bỏ cái gai trong lòng này ra mới có thể nói lời tạm biệt với bản thân trong quá khứ. Phản hồi và giải thích hôm nay của tôi có lẽ sẽ có nhiều người chất vấn, nhưng tôi còn cả một đời phải tiếp tục để mọi người thấy rõ tôi là người như thế nào. Tôi sẽ tiếp nhận giáo huấn, cẩn trọng với lời nói và hành vi, sẽ chuyên tâm làm việc hơn nữa, tương lai dùng tác phẩm và nhân vật để gặp gỡ mọi người. Đứng trước thông tin tiêu cực này, tất nhiên Nityan đã thảo luận rất xôn xao và chia làm nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong thời gian trêu chọc vừa mới kết thúc, độ hot của bộ phim cũng đã giúp cho cả nam nữ chính trở nên nổi tiếng, đồng thời đã nhận được nhiều sự quan tâm. Nhưng Triệu Dịch Khâm lại vướng phải một scandal ồn ào như vậy, quả thật đã gây bất lợi vô cùng lớn cho nam diễn viên. Điều đặc biệt đáng chú ý là mỗi lần nam diễn viên sinh năm 1997 có dấu hiệu bắt đầu nổi tiếng được một chút thì liền vướng phải những tin tức không hay mà chủ yếu có liên quan đến bạn gái cũ. Hiện tại, Nityan cho rằng sớm muộn gì Triệu Dịch Khâm cũng sẽ sập phòng, một số khác sẽ cảm thấy trêu chọc cũng chỉ là một web drama ngắn rồi xem cho qua, đừng để tâm diễn viên làm gì. Fan hâm mộ và bạn bè thân thiết của Triệu Dịch Khâm lại cảm thấy rất bình thường
và cho nam diễn viên. Theo dõi anh từng ấy năm, từng học chung trường và tiếp xúc gần gũi với Dì Khâm đều cho rằng làng Kiệu Người rất đơn giản. Ngoài việc sống theo các nhân vật mà anh từng đảm nhiệm ra, có thể khẳng định anh không phải là người kém cỏi đến mức làm ra chuyện như vậy. Khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường, Triệu Dịch Khâm chưa từng nghĩ hay là có khát khao muốn dấn thân vào showbiz, cũng không phải Kiệu Người vì muốn nổi tiếng mà có thể bất chấp tất cả. Để trở thành một gương mặt trên màn ảnh, còn hoạt động trong một giới giải trí khổng lồ thì sẽ khó tránh khỏi những cám dỗ, sai lầm. Đồng thời để giữ profile thật trong sạch, không vướng phải bất cứ một scandal nào là một điều vô cùng khó khăn. Huống chi Triệu Dịch Khâm cũng chỉ là một diễn viên mới nổi, hay nói đúng hơn, chưa kịp nổi đã bị vùi dập. Sau tin tức này, không biết liệu nam diễn viên có thể niết bàn trùng sinh hay không, hay là ở ẩn và tiếp tục chật vật trong những dự án nhỏ không được chú ý đến. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này.